Con để chúng ta đón nhận lời Chúa qua sự đề của tôi tới Chúa. Xin mở sư. Cảm ơn Chúa. Một tiếng đã qua, chúng ta đã lời khen Chúa. Chúng ta có lì xì, chúng ta có những điều ca. Chúng ta thật vui và phước hạnh. Sau giờ này thì chúng ta sẽ có một buổi Tết. Không biết có hoành tráng không, nhưng mà thấy người khiêng người gánh. Quý bà hôm nay đãi cho quý ông, tôi nghĩ là rất là nhiều món ngon truyền thống. Cầu xin Chúa ban phước trên thân thể quý bà. Xin quý vị cùng tôi trở lại ở trong bài chương trình con góc một lần trước khi chúng ta nghe lời của Chúa. Thì giờ này xin quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ đọc ở Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 3. Xin chúng ta cùng nhau khởi sự đọc. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Thánh Christ đủ mọi thứ phước thiên nhiên ở các nơi trên trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa yêu chúng con. Đáng lẽ chúng con phạm tội, chúng con đang bị chết bất bị diệt, nhưng Ngài yêu chúng con đến nỗi Ngài sai chính con Ngài là Đức Chúa Thế Giêsu con độc sanh của Ngài đến để chịu chết cho chúng con và ban cho chúng con đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. Thật là một sự vinh hạnh, là một sự phước hạnh khi chúng con có phước của Chúa mà trần gian không thể nào tìm có được. Chúng con cảm ơn Ngài. Buổi sáng hôm nay trong tinh thần đó, xin Chúa Ngài đầy dẫy mọi điện con, tấm lòng con, mở lòng mở trí quý ông bà anh chị em chúng con để chúng con cùng suy gẫm lời của Chúa trong kinh thánh trong ngày đầu năm. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con thất lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 4 mà chị Hồng Anh đã vừa đọc qua. Trong câu gốc Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, quý vị thích không? Quý vị có thích phước thiêng liêng của Chúa ban cho đủ mọi thứ không? Cảm ơn Chúa. Đây là một cái phước mà trần gian không có được. Chỉ có những người ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu Christ mới nhận được cái phước thiêng liêng mà thôi. Phước trong Chúa là gì? Và phước thế gian con người ngày hôm nay người ta đang tìm là gì? Ngày hôm nay người ta mỗi ngày đầu năm đến thì người ta phải tìm cái phước không? Cái lộc. Người ta gọi là phước lộc thọ. Mà phước lộc thọ hay nói phước lộc thọ thuận ngữ thường được sử dụng trong văn hóa người Trung Hoa. Và những cái văn hóa chịu ảnh hưởng từ đó để nói về ba cái điều cơ bản của một cuộc sống tốt đẹp, người ta dùng ba cái điều này là người ta nói là những điều lành. Phúc là những cái điều lành, sự thịnh vượng là lộc, và tuổi thọ là sống lâu. Mỗi điều này tượng trưng cho ba cái ông thần. Ba cái vị này thường gọi chung là ba ông phúc lộc thọ. Mà quý vị đi xuống dưới Leader Sài Gòn đó, miền Nam Cali, thì quý vị thấy cái chỗ mà Việt Nam á thì có ba cái ông mà có tóc cái râu rất là dài đó, là gọi là cái ông phúc, cái ông lộc và cái ông thọ. Và người ta thường mong rằng tới ngày Tết đến thì ai cũng muốn mình có phước, hay gọi là phúc. Miền Nam thì gọi là phước, mà miền Bắc thì gọi là phúc. Cái nào cũng giống hết. Rồi lộc, rồi thọ. Khi mà có lộc khi mà giàu có rồi thì ai cũng muốn sống lâu, không có ai muốn cũng chết sớm đâu.
phải sống lâu để hưởng. Đó là cái phúc trần gian, cái phúc của ở dưới thế gian này của con người đang tìm kiếm. Buổi sáng hôm nay chúng ta không có cần tìm kiếm phúc lộc thọ, nhưng mà chúng ta sẽ nói đến phước ở trong Đấng Christ là gì và tại sao chúng ta được cái phước đó mà người thế gian không có tin Chúa lại họ không có hưởng được cái phước đó. Phước đó là phước nào? Phước đó là phước ở trong Đấng Christ là được Chúa chọn làm con. Amen. Xin quý vị ở lại với tôi trong episode đoạn 4 Còn 3 Còn 4 để Chúa nói gì? Trước khi sáng thế Ngài đã làm gì? Chọn chúng ta trong Đấng Christ sẵn làm nếp thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế thì Chúa đã chọn mình rồi. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tại sao thưa quý vị, tại sao mà người thế gian Chúa lại không chọn mà Chúa lại chọn quý vị buổi sáng hôm nay đang ngồi đây? Và không có phải là một cái chuyện tình cờ, không phải là một cái chuyện quan đường. Nhiều người được gọi thì ít người được chọn, mà người được chọn nhưng mà ít người được gọi. Vì vậy cho nên điều đầu tiên chúng ta thấy một cái ơn phước thiêng liêng, Chúa đã chọn chúng ta trước khi lập nên cái đất này. Và Chúa biết trước con người sẽ phạm tội, và Chúa đã có kế hoạch quan trọng cho con người chúng ta là sai chính Chúa Giêsu đến để cứu chuộc chúng ta. Vì Kinh Thánh đã nói rằng chiên con chết trước khi sáng thế, Chúa đã có kế hoạch hoạch định sẵn rồi. Và Chúa chọn quý vị là Chúa chọn quý vị trước khi sáng thế, là Ngài đã chọn quý vị là con rồi. Amen. Không phải là tình cờ. Chúa chọn chúng ta trước khi sáng thế. Thi thiên 139 lời Chúa nói gì? Câu 13 lời Chúa nói: vì chính Chúa nắng lên tâm thần tôi, vợ thành tôi trong lòng mẹ tôi. Cái bầu thai mình chưa có tạo nên mà Chúa đã biết trước, Chúa đã nắng mình lên rồi. Hồi còn lúc ở trong thai nhi bụng mẹ. Trong văn thì trong văn chúng ta thấy trong Luca còn đoạn 1 câu 7 thì chúng ta thấy ông văn được chọn để làm gì? Để dọn đường cho Chúa. Sứ đồ văn ông Giáo Pháp Chính là người chọn đường cho Chúa, và Chúa đã chọn ông. Chúa đã chọn ông như vậy. Kinh Thánh nói Luca đoạn 1 câu 7 câu 6: hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đất rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa để làm gì? Dọn đường cho Ngài. Quý vị thấy chưa? Dân Báp Tít ra đời là được Đức Chúa Trời chọn để dọn đường cho Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Amen. Cho nên thưa quý ông bà, trên mỗi một chúng ta ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay, chúng ta trong đầu năm mới, Kinh Thánh Ê-phê-sô là một quyển sách thật là tuyệt vời, vì Chúa nói Chúa đã chọn quý vị trước khi sáng thế rồi. Chứ không phải đợi mình sanh ra rồi Chúa mới chọn, hay đợi mình lớn lên đầu râu rắp bạc vào mình mới biết đến Chúa. Thật ra Chúa đã chọn mình từ lâu, từ trước khi tạo nên vũ trụ này. Amen. Vì vậy là một cái ơn phước mà chúng ta không thể phá ra. Kinh Thánh Ê-sai đoạn 4 49 câu 1 đến câu 3 lời Chúa nói gì? Hỡi các cù lao hãy nghe ta, hãy các dân xa lạ hãy ghé tai. Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ ở đâu? Trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ đã nói danh ta từ lòng dạ mẹ ta. Quý vị thấy chưa? Gọi ở trong bụng mẹ mà trong dạ dạ của mẹ ta thì tôi nghĩ chắc nó chưa tạo gì. Quý vị thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời đi. Và Ngài nói là Ngài đã chọn ông, chọn ông ở trong bụng mẹ mà chọn ông làm tiên tri. Chúa biết trước cuộc đời của chúng ta. Cho nên không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là ta gọi là có duyên hết á. Nhưng mà Chúa đã chọn mình đến thời điểm đó là mình phải gặp Chúa.
đến thời điểm đó là Chúa gọi mình là con cái Chúa, nhưng mà Chúa đã chọn mình từ trước khi lập địa. Nhưng mà tại vì mình là con người nhỏ bé, cái óc mình rất là hẹp nhỏ, không có biết được chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết chương trình của Ngài, Chúa biết cuộc đời của chúng ta và tương lai của chúng ta được Chúa hướng dẫn nằm ở trong bàn tay của Chúa. Và thưa quý ông bà chị em, Chúa chọn chúng ta. Chẳng hạn chúng ta thấy ở trong cửa ước có những chẳng hạn như Abraham, tổ của đức tin, là người được Chúa gì? Chúa kêu gọi, được Chúa chọn. Rồi đến con ông là Isaac, rồi đến Jacob, rồi dân Do Thái, và Ngài đến để cứu dân Do Thái, Ngài cứu chúng ta, Chúa chọn chúng ta. Vì vậy cho nên Phaolô nói gì? Phaolô nói Chúa đã chọn ông cũng ở trong rồi, trước khi sanh ra là Chúa đã lập ông. Và sau đó thì ông bắt bớ đạo Chúa, thì ông bị bắt. Bắt bớ đạo Chúa thì ông đi lên đường Đa Mách, thì Chúa kêu gọi ông để hồi Chúa. Và kêu gọi ông để làm gì Chúa quý vị? Làm đồ dùng để thờ phượng Chúa, để rao giảng tin lành. Chẳng những Chúa đã chọn chúng ta trước khi sanh ra, và Chúa làm gì nữa? Chúa gọi chúng ta. Amen. Quý vị có thích Chúa gọi không? Yêu xìu vậy, có một bàn thành vậy. Đừng rồi chúng ta cảm ơn Chúa là đó. Chúa giao ta lên cho mình, Chúa giao ân tứ cho mình để mình làm lợi cho Chúa. Thì Chúa kêu mình là người năm ta lên, thì Chúa nói gì? Ở đây tới ngay lành thành tinh khi được báo hại đến, nhận phần thưởng của Chúa ngươi. Rồi đến người hai ta lên thì cũng Chúa cũng nói y chang vậy. Nhưng mà câu cuối cùng Chúa nói gì? Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ ban cho ngươi còn sóc nhiều. Quý ông bà anh em hãy làm việc nhỏ trước đi, rồi Chúa thấy trung tín mới làm việc lớn. Đừng bao giờ nghĩ mình làm việc lớn cả. Tại vì mình nghĩ mình làm việc lớn mà không bao giờ mình làm được. Hãy làm việc nhỏ rồi Chúa sẽ giao cho chúng ta làm việc lớn. Chúa thấy tấm lòng mình có trung tín hay không. Nhiều khi người ta nói giao tiếp cho ác, đâu có ai giao chức cho ác, phải không? Cho nên người ta thấy người đó tốt, người ta mới giao việc, có uy tín mới giao. Bây giờ quý vị có tiền đi đầu tư đem ra đưa cho Homeless, kêu đó là Homeless là đầu tư giùm tôi đi. Có ai mua gì đưa tiền cho Homeless? Mình phải đưa cho người, phải biết investment. Người không mang người phải tin tưởng, có uy tín. Ở Việt Nam quý vị thấy là người ta muốn làm ăn, người ta phải đi có xem đà, xin nổ không? Xe nổ mới dám đưa tiền, mới đi vượt biên mà có người đi xe đạp ai dám đưa vàng, phải có xe nổ người ta mới đưa tiền. Còn bây giờ tôi về là không cần xe nổ, giờ ai muốn có xe nổ hết á, giờ phải có xe hộp này. Mà ai làm ăn là phải có xe hộp người ta mới đưa tiền, còn đi hôm nào không được. Cho nên nhà không có chỗ đậu xe cũng phải mua xe. Quý vị biết có người bạn tôi đi mua chiếc xe 30.000 đô mà nhà thì không có chỗ đậu, tại ở trong hẻm mà sao có đậu. Mỗi tháng phải mướn chỗ đậu gì, mỗi lần đi lái xe về phải mướn chỗ đậu, là lái chiếc xe Honda về sẽ làm chi cho nó cực vậy không? Nó khổ, có xe mà không được đậu nhà mình mà phải đi gửi, mỗi tháng phải trả mấy triệu đồng, mà phải có xe hợp, phải đòi sao có xe hợp người ta mới đưa tiền mình, còn thôi là khó mà lấy tiền người ta, không có uy tín, phải không? Như vậy Chúa gọi, Chúa chọn chúng ta phải trung tín. Nói ở đây chúng ta thấy cái điều thứ hai là Chúa gọi mà. Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 5 đến câu 8 thì ông Ê-sai thấy gì về quý vị bạn nha? Khi ông vua Ô-xia ban thì Ê-sai mới thấy Chúa. Mới thấy mình có tội trước kia Ô-xia thì tốt lắm. Vì vua lãnh tụ nhiều khi có một số người đi theo Chúa mà cứ tôn hô phục sinh không à. Rồi lúc ông thất bại rồi thì mình đức tin mình cũng mất đó. Cho nên đừng có khen mục sư, đừng có tung hô mục sư gì đó. Ông cũng là người bình thường, tụi tội lỗi thôi. Cho nên mình hãy nhìn xem Chúa khi mà Ô-xia băng á, thì ông Ê-sai mới thấy Chúa. Chứ lúc Ô-xia không có băng thấy ông ngon quá, mình phục vụ cho vua là hãnh diện lắm mà, Ê-sai hãnh diện lắm, ưa thực rồi hả? Nhưng mà lúc Ô-xia băng ông mới thấy Chúa, tại vì sao? Ông thấy mình tội lỗi, vua ông tội lỗi. Xưa lúc ông ấy Ô-xia là số 1, ông thấy Chúa đâu hết. Nhưng mà khi vua chết rồi thì mấy ông Ê-sai mới thấy Chúa.
Và khi ông thầy thấy Chúa rồi, ông nói gì cho tôi biết bà vậy? Ông thấy dân sự đang sống trong lội lỗi và ông Ê-sai, ông nói về, ông nói, ông nghe được tiếng của Chúa phán, Chúa hỏi ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Thì ông Ê-sai nói gì? Dạ thưa Chúa, ở ông thầy, xin hãy sai ông. Chúa chọn và ông thấy một cái trách nhiệm bị gì á, ông biết mình là tội lỗi. Chỉ có người tội lỗi khi mới tin nhận Chúa rồi thì mới biết mình được tái sanh, mình được nên thánh là mình mới đi ra giảng đạo được. Người mà không có kinh nghiệm sự cứu rỗi không có thể nào đi ra giảng đạo được. Amen. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải tin Chúa, cần phải được Chúa tiến đổi rồi chúng ta mới đi ra giảng đạo được. Cho nên Ê-sai khi mà ông ở trong cung điện, ông phục vụ cho vua Si thì ông thấy mình trọn vẹn lắm. Nhưng mà khi vua chết rồi, ông thấy ông tội lỗi. Và khi ông tội lỗi thì ông ăn năn tội lỗi thì sao? Ông thấy một chức vụ. Đây là một cái trách nhiệm nhân sự đang ở trong tâm tối bây giờ. Chúa giao phó cho con cái trách nhiệm con phải đi. Thứ nhất, Chúa chọn mình. Và mình sẽ thấy được cái công việc của Đức Chúa Trời là Chúa mới giao. Và Chúa chọn mà gọi, chẳng hạn Chúa gọi Môi-se, Chúa gọi ông Samuel hồi lúc còn bé, Samuel. Rồi Chúa gọi Ê-li-se, các đấng tiên tri, các thánh đồ. Chúa gọi, kêu gọi họ để ra nghe tin lành. Rồi đến thời ngày hôm nay thì Chúa gọi các vị mục sư, các chấp sự, con dân Chúa. Hết phải chúng ta đều được Chúa gọi. Amen. Chẳng những Chúa chọn chúng ta mà Chúa gọi chúng ta. Wow. Chẳng những Chúa gọi, Chúa chọn chúng ta mà Chúa làm gì nữa? Chúa sai chúng ta đi. Như Phaolô gặp Chúa trên đường Đa-mát thì ông bị té xuống. Ông không thấy đường nữa. Chúa nói, tại sao ngươi bắt bớt ta? Ông Phaolô lúc là Sa-lơ. Ông nói, Chúa là ai? Con bắt bớt, con đâu bắt bớt Chúa đâu. Bắt bớt với người theo Giê-xu. Nazareth đó. Chúa nói, ta là Giê-xu, Nazareth. Người bắt bớ con cái Chúa là bắt bớ ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đừng bắt bớ nhau, đừng bắt bẻ nhau. Chúng ta đụng đến anh em chúng ta mà chúng ta đụng đến thân thể của Chúa. Amen. Phải dân theo Chúa, phải kính nghiền, đừng có bắt bẻ anh em. Vì bắt bẻ anh em là bắt bớ Chúa. Thật là một sự vinh dự khi chúng ta được Chúa chọn trước khi giáng thế, được Chúa gọi, được Chúa sai đi để hầu việc Chúa. Đừng rồi chúng ta nói đến cái sự hầu việc Chúa, sự phục vụ đó. Hãnh diện lắm không? Người thì được 5 ta lên, người 2 ta lên, người 1 ta lên, người 1 ta lên, mẹ trồn chết. Và Chúa phạt nặng á. Chúa nói, hỡi đầy tớ gian ác mà giữ. Người hãy gì? Đi vào sự khóc đau lắm, diễn ra xin tổ thần. Đau đớn không? Cũng cùng người chúng ta đi hầu Chúa, cũng Chúa giao cho mình cái ta lên cái phục vụ giữa trong hội thánh mà mình không chịu làm, mình không dâng lên Chúa. Người thì đâu làm thì Chúa kêu hãy đến xưởng chứ của mình của Chúa ngươi. Hãy ta sẽ giao chút đến đâu việc nhỏ là sẽ giao cho các ngươi việc lớn. Còn người cũng nhận mà đem cho có Chúa khắc khe quá. Tại Chúa không gieo cái chỗ là Chúa không gặt. Không gieo, không gặt. Cho nên con thấy sợ cho nên đền trồn rất quá. Chúa nói là người đó là người gì? Gian ác mà giữ. Gian ác. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Khi được Chúa chọn, Chúa gọi và Chúa sai đi, chúng ta hãy trung tin với Chúa. Quý ông bà anh em đừng làm việc lớn kia. Tôi nói làm việc nhỏ thôi. Làm việc nhỏ mà cũng nhẹ mà khó lòng đó. Làm việc lớn không làm tới đâu ta cười. Làm không xong ta cười đúng không? Cho nên Chúa nói hãy trung tín việc nhỏ thôi. Tôi bao giờ cũng thích làm việc lớn hết. Làm việc nhỏ thôi. Cứ làm tới từ từ. Rồi từ Chúa ban cho. Amen. Rồi. Điều thứ hai. Đó là cái phước ở trong Đức Christ là được Chúa. Được Chúa chọn mình làm con. Bây giờ cái phước thứ hai. Phước thứ hai là phước gì? Cái phước thứ hai là phước ở trong Đấng Christ là được Chúa cứu chuộc. Thấy không? Rất là tích, cái này nó quan trọng. Bữa sáng nay quý vị đi đây là cái chuyện cứu chuộc là quan trọng nhất. Mình không được cứu chuộc đến đây làm gì? Đến đây đâu có vui gì đâu.
hát thì cây nhà lá vườn, đúng không? Có ca sĩ vậy cho vui thôi, chứ thật ra cây nhà lá vườn đâu được làm sao mà bằng ca sĩ chuyên nghiệp ngoài, đúng không? Đó, cho nên mà đó là ở đây á, là cái quan trọng đến đây là được Chúa cứu mà cứu chuộc, được cứu. Kinh Thánh nói gì? Ê-xô đọc 1 câu 7, giải ra cái. Xin mời một người đọc giùm đi. Ấy là trong Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta thấy cái phước ở trong Chúa là phước mình được Chúa cứu á. Rồi nhớ anh Trí đó. Đấy đó. Cái hay cái là đi trên tàu, cả hai người đều đi, con người được chết, người không chết, đúng không? Hai người ta nói đường nào cũng về La Mã, nhưng mà La Mã đó là khác, La Mã kia là khác nữa. Sao cả hai đều bị xuống hố luôn, La Mã nào chết. Người được cứu cái chuột của Chúa thì phải được cứu, cho nên chẳng có sự cứu rỗi trong đất nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhà đó mà được cứu. Chỉ có Chúa là thiên đàng ở dưới đây, không có đánh nào khác. Thế gian này không có giáo chủ nào cứu mình hết á. Chỉ có đến ở trên trời là chân lý, nguồn sống là Thiên Chúa, là ông trời đó để cứu độ chúng sinh chúng ta. Chúng ta mới được cứu. Để lẽ chúng ta bị chết mất, quỷ diệt, vì phù tổ phụ chúng ta là Adam phạm tội, kéo cả dòng dõi con người phạm tội, mình khổ tới ngày hôm nay. Mình hãy đi làm đổ mồ hôi nước mắt của con mẹ, chứ không phải giận chơi đâu. Làm mà về mà không đưa cho bà xã tiền mà bà lâu lâu bà xài xài với bà không xài gì. Tôi có người thường tháo ở Việt Nam, nó làm dối lắm. Chồng nó không làm được gì hết, nó làm ra tiền mà chồng nó giữ tiền cũng chết chứ, mà nó hỏi mỗi thằng làm giữ tiền thôi. Em muốn xài phải ghi sổ. Khổ nữa, mỗi lần xài mà phải ghi sổ nữa, chắc không biết xài gì nữa, khổ không? Mình làm ra tiền mà mình không được xài, người khác không làm ra tiền mà người khác kêu mình phải ghi sổ, chắc còn tính nó phải xài nhiều khi mình xài hỏi anh xài đó cái gì lớn vậy, phải vậy đó, khổ không? Khổ chứ. Bởi vì tổ phụ mình á, Adam ông phạm tội, ông nghe lời vợ cho nên mình phải khổ với ông. Người ta nói gì mới nghe lời vợ mà nghe cái đầu đúng hơn nghe, mà không đúng là hơi thất bại, không có tiền xài, bị buộc hết, hết tiền. Mà ở đây quý ông nào mà giữ tiền được cho đó là cái đó là hân hạnh lắm á. Tôi không có giữ tiền. Như vậy chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy Adam và Eva đã phạm tội, kéo đi cả nhân loại đi vào thương mất quỷ diệt, sự chết. Tiền công tội lỗi là sự chết. Và con người sống ở trên này, Chúa đó phải chết một lần rồi, chịu đó. Chết rồi mà còn chịu đó, xét mới khổ chứ, đúng không? Đã chết rồi là đã là hình phạt rồi, mà còn chịu phán xét lần nữa đâu. Chứ đừng nói là chết là hết, không có gì nó hết đâu. Chết rồi còn phải chịu đó, xét cơ. Dân năm 2016 chúng nói gì? Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho thể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sống đời đời. Vâng, Đức Chúa Trời hứa Ngài nói yêu thương, Ngài yêu thương cả nhân loại, Ngài yêu thương cả tội nhân, Ngài ghét tội nhưng mà yêu thương tội nhân. Mình không có hùa theo tội lỗi, nhưng mà mình yêu họ vì họ ở trong sự hư mất, ở trong sự tối tăm. Cho nên vì yêu thương thế gian, Chúa mới sai chính con một của Ngài là Đức Chúa Trời, ngôi hai thành người là Chúa Giêsu, để chết thay cho mình, đến để cứu mình, đến để chuộc tội cho mình. Và Ngài muốn ai cũng, Chúa nói gì, Kinh Thánh nói gì, Ngài không muốn ai bị chết mất á, Ngài muốn mọi người đều được an năng, muốn mọi người đều an năng. Ai tin con thì được sự sống. Chúa Giêsu đó. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, điều đầu tiên cái phước thứ hai là được Chúa cứu chuộc rồi đi đó, được Chúa tha tội. Quý vị có thấy Chúa tha tội không?
tôi rất là thích, tôi làm gì lỗi mà được ai tha là mình mừng lắm. À, mình tha là mình phi lì rồi. Chẳng hạn Ngài, Kinh Thánh nói gì, Ngài chẳng những cứu chúng ta mà thôi, nhưng Ngài còn tha tội cho chúng ta nữa, tôi biết ông bà xem. Ngài tha tội có nghĩa gì? Có nghĩa mình đang mắc nợ mà có người khác đến trả cho anh phi, anh có thích không? Chẳng hạn như mình đang thiếu nợ nhà mấy trăm ngàn, tự nhiên có người đại gia đó. Tôi thấy, mình thương ra má, giờ tôi phải ốp nhà anh, thích không? Khoái chứ, nếu mà anh đi trả là tôi khoái lắm á. Tôi thích vô vô còn, tại vì sao? Có người trả nợ cho mình không còn thích nợ, tôi lo nhớ mới. Mới đi qua đây hồi chú cô kia của mình à, có ngàn mốt vào tháng là trả đi xe 350, ở nhà chị Lai 450 tiền ăn ở. Rồi đổ tiền sang mua insurance 1 triệu à. Cô là cũng mới mà mua dám mua có 1 triệu ăn trăm mấy. Dân còn 10, 101 nữa. Gọi điện thoại cho người yêu tốn hết 100. Mỗi tháng 100. Rồi giúp ông bà thân đi hầu chúa của bên Arizona 100. Tháng nào cũng thiếu hết đó. Mà muốn đi không, người yêu hỏi là em nhớ anh quá. Không có tiền, không có tiền. Hầu chúa thảm quá. À, người yêu đó, em mua với anh bà ngoài. Chú ra đâu hỏi đi. Mua về 500 mấy rồi đó, với bài hát có 500 mấy. Mấy năm về tới bắt đầu cưới nhà tôi về, quý vị biết bắt nào vô 5.000 đô đấy. Tá quả luôn á. 5.000 đô trả mà tiền lời, quý vị không có tiền thì trả tiền lời trong cho nè. 14 chấm và 20 mấy chấm nữa, trả nổi không? Giống như thiếu nợ, người ta nói dây đường hot á, nóng á, dây đường dây nóng á. Việt Nam ta có vụ dây đường dây nóng cái gì vậy? Rồi dây cắt cổ đó, người ta nói dây 20 triệu mà mỗi tháng phải trả 13 triệu. Wow. Đó, trả 1 triệu đó, mỗi tháng là trả 1 triệu, 20 triệu mỗi tháng trả 1 triệu. Mà trong vòng 3 năm quý vị nghĩ chưa? 50 triệu rồi, đúng không? Mua cái mượn cái 20 triệu mà 3 năm sau phải trả người ta 50 triệu tiền lời. Cắt cổ người ta nói dây đường dây nóng. Mà rent a car đây cũng vậy thôi, nó mình mà không có tiền trả là nó lên dục dục không? Cáo vô chúa nhà tôi trả 2 năm cái gì? 5.000 5.000 đô trả 2 năm. 2 năm mới hết. Mình hấp dí á, vì đó dám chạy rent a car đó. Trả nợ cho mình là sao? Khỏe không? Chứ mình mà không có tiền là quý vị thấy thương nợ chết luôn á. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã đến để chết thay chúng ta và trả cái món nợ tội lỗi chúng ta. Chúa gánh ở trên thập tự giá. Vì vậy cho nên chúng ta chẳng những Chúa tha tội nhưng mà Chúa ban cho chúng ta điều gì nữa? Được phục vụ Chúa, được sai phái đi, được rao giảng Tin Lành chọn chúng ta. Rồi chúng ta làm gì nữa? Được tha tội, ban cho chúng ta sự khôn ngoan, thông xém để biết sống vừa lòng Chúa. Amen. Đó là phước chỉ có ở trong Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta buổi sáng hôm nay, chúng ta cần có cái phước ở trong đó đi, nó mới hoàn được. Phước đó là phước thiên niên. Rồi, thứ ba, phước trong đấng Christ là Ngài ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiên niên ở các nơi trên trời. Bây giờ Chúa sẽ cho mình cái phước này. Hồi nãy giờ là mình nói đến là được chọn, rồi tha cứu chuộc. Bây giờ mình sẽ thấy cái phước thiên liêng. Bây giờ nãy giờ mình sẽ nói phước thiên liêng mà bây giờ tôi biết phước thiên liêng là cái thứ gì. Xin trở ra trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26-28. Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên loài nam cùng người nữ con đáp. Đức Chúa Trời ban phước, đặt cái chữ ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy trên đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Câu 28 nói gì? Câu 28 nói là Đức Chúa Trời ban phước. Khi mà Chúa dựng lên loài người, Ngài nói gì? Ngài ban phước cho loài người, Ngài ban phước ở trên vũ trụ này, Ngài ban phước cho chúng ta. Và ngày đầu năm ai cũng chúc nhau là sự may mắn, không? Ai cũng chúc nhau là phước lộc thọ. Nhưng mà ở trong Chúa, ở trong Đức Chúa Trời là được Chúa ban phước.
mình thì chỉ chúc nhau mình cầu mong thôi, đúng không? Ai bắt tay chúc anh là năm mới phát tài, tiền vô như nước nhưng mà xài thì nhỏ giọt. Tôi nói đừng có nhà nhỏ giọt mà vậy đó là trùm sò đó, đó là keo á, đó là đó không? Tiền vô như nước phải xài như nước chứ, rồi phải nói nữa chứ, đã nói tiền vô như nước rồi, bây giờ là không xài rồi, ta nói trùm sò không? Mà bắt tay chỉ chút thôi chứ chắc gì năm nay cài thấy mồ luôn. Không biết được nữa không đó. Cái chóp mình giờ biết có dựng không nữa mà. Tao chỉ chút thôi. Chút nào. Nhưng mà Chúa là đấng ban phước. Amen. Chúa không phải là chúc phước mà Chúa là đấng ban phước cho chúng ta. Cái gì sau giờ đó thì xin giờ tài chúc phước. Cầu mong thôi, đúng không? Chúa mà đấng ban phước thì chúng ta. Vì vậy cho nên cái điều đầu tiên chúng ta thấy người thế gian không có phước thiên liêng, chỉ có người được cứu vào trong đấng Christ mà thôi. Tôi biết ông bà kia Galati đoạn 5 câu 2 là Chúa nói gì? Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhục nhân, từ thiện, lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Đây là những cái ơn phước mà Chúa đặt để trong lòng của chúng ta. Người thế gian không có ơn phước thiên liêng, chỉ có người được cứu ở trong Linh Đức mà có, mà thôi thưa quý ông bà chị em. Phước thiên liêng cũng như cái phước vật chất, khi người Việt Nam chúng ta thường nghĩ đến những cái điều mà chúng ta có thể đến được, chúng ta gờ được, thấy được. Nhưng mà trong cái phước đó, lộc thọ, ơn phước thiên liêng không có gì quý bằng. Đó là phước thiên lạc ở trên thiên đàng mà Chúa ban. Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta ơn phước thiên liêng, Kinh Thánh nói rõ ràng. Chúa nói Chúa có chính con Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta, Chúa không tiếc với chúng ta những điều gì. Vì vậy con em đi con này nói, Chúa ông Phaolô nói là không lẽ ông nói ông dẻ mình có đâu. Ông dĩ nhiên cái lúc mà ông nói là anh em hãy chịu khổ, hãy khoe mình trong hoạn nạn, dĩ nhiên ông đang ở tù bắt bớ không phải nạn nạn rồi. Mà ngày hôm nay Chúa cho mình sung sướng quá, có ai bắt bớ mình đâu, đúng không? Có mấy anh em trong nhà thờ thì bắt bớ thôi chứ tôi nghĩ ở ngoài không ai bắt bớ mình hết á. Thiệt á. Và tôi quý ông bà anh chị, mình không có hoạn nạn gì. Hoạn nạn nếu mà có thử thách đó thì mình cảm ơn Chúa. Nhưng mà ở đây nói đến ơn phước, ông nói ơn phước từ trên trời ban cho đủ mọi thứ phước thiên liêng, ông đẹp luôn dẻ mình. Ông nên hồi thì ông nói hoạn nạn hồi ông, đây là lời hứa. Ông kinh nghiệm, ông là người giàu có, học thức cao, hiểu rộng, có bất tịch La Mã, người Hebrew, chi phái Benjamin. Nhưng mà ông vì chính Chúa, ông từ bỏ, ông đi dẫn đạo thôi, chứ không phải ông mất tiền. Không phải là ông nghèo, gia đình ông vẫn là đại gia. Ông không có dẻ mình. Và đây là điều sự thật, ông nói Chúa ban cho đủ mọi thứ bước lên đây là chúng ta tin theo lời hứa đó. Nếu mà chúng ta đi giảng đạo thì Việt Nam mà người ta cấm không giảng đạo, mình nói giảng đạo mình bắt đó mình chịu à? Đó mình thử thách, đó mình chịu. Nhưng mà ở đây, đây thấy tao thấy thử thách chịu không đi hả ba? Đâu ai đụng gì mình đâu, mình đi phí đụng á. Mình không có làm tiếng thôi chứ đâu ai. Nếu làm tiếng thì mình nói gì Chúa bảo tin thì thôi, đúng không? Không ai bắt mình đó. Cho nên đây là công đức thiêng liêng mà Chúa dành cho mình. Và chúng ta hãy đếm những ơn phước, dù có thể trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể đếm những ơn phước. Hãy đếm những ơn phước Chúa cho đó, có bài hát là đếm những ơn phước Chúa cho. Trong bao cơn sóng gió khách chung quanh ấy, cho dù trong hoạn nạn khó khăn chúng ta cũng đếm ơn phước giống như ông Gióp. Và trong cuộc đời chúng ta có thể gặp sự thử thách khó khăn trong lúc này, không có việc làm, nhưng mà chúng ta cũng cần phải đếm những ơn phước của Chúa. Và khi mình trải qua cơn đó, mình kinh nghiệm được ơn phước thiên liêng của Chúa ban cho giàu có hạnh phúc nhất trần gian. Nếu mà mình có những ơn phước của Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta nhất trần gian là hơn những người chưa có Chúa. Amen. Vì sao? Ai ban cho chúng ta những ơn phước thiên liêng này? Đức Chúa Trời.
Và chúng ta cần đến những ân phước của Chúa ban cho mình, những ân phước Chúa ban cho dù phải qua trụng bóng chết như David. Thưa quý bà chị em, khi qua trụng bóng chết rồi, tự nhiên Chúa ban cho Chúa nói chén tôi đầy tràn. Rồi cái gì thấy có đi diệt biên khổ không? Khổ thấy mồ luôn, đi nằm cái tàu giống như cái phòng dịch vỏ dùng thao rồi sống đánh. Cái gì thấy vỏ cái phòng dịch giờ bây giờ làm sống đánh, cái gì biết là cái thiền mình sao rồi đó. Chúng tôi là những người diệt biên biết sống chết, mà còn cái mạng này là hay lắm rồi đó. Còn cái mạng này đây là ân phước của Chúa rồi, mình đến Mỹ sao không hầu gì Chúa. Mình có khả năng làm giàu chứ không phải làm giàu. Mình hầu gì Chúa, Chúa không mang phước cho mình đâu, cần phải làm giàu dữ lắm mới đi hầu gì Chúa không. Nhưng mà đây những ân phước của nó, những ân phước của Chúa ban cho, ân phước ban cho dù phải qua trụng bóng chết mình trong hoạn nạn, trong sinh sự nhịn nhục. Nhưng mà giống ông giớt David Phaolô đấy, ông Phaolô khoe mình trong hoạn nạn thì cái lòng của ổng thì sao? Ổng thỏ vui rồi, ổng chấp nhận, ổng trở thành đồ dùng của Chúa rồi. Còn mình chưa có coi như là chưa được thánh giống như Phaolô thì đừng bắt chước, đừng đua đòi, đừng có chịu khổ. Chừng nào Chúa đặt để mình chịu khổ thì mình chịu khổ thôi. Mà đã ổng đã thánh nhân rồi thì ổng chịu khổ vì danh Chúa, mình đâu có được sự kêu gọi giống như ổng thì chịu khổ. Chúa cho cái gì sướng thì quý vị sướng. Amen. Chúa cho cái gì con cảm ơn Chúa thỏa mãn, thỏa lòng. Đừng có thấy ai kia bắt chước. Rồi mình nói mình hãy đi phải chịu khổ, ai bắt mình chịu khổ, đó là mình chịu thôi. Amen. Không ai bắt mình chịu khổ, sung sướng ở Mỹ sung sướng, chịu khổ chắc chịu. Cho nên thưa quý ông bà chị em, con bà kia ở nước Mỹ, bà đó tên là Hattie Grinch. Lúc bà mất vào năm 1916, tức là trên 100 năm trước, bà quý vị biết bà để lại 100 triệu đô la thời đó, mà bà để lại 100 triệu đô la, một số tiền kết xù. Nhưng mà lịch sử ghi lại là bà là người bầm tiện, keo kiện. Buổi sáng thì bà ăn gà ốc miêu lạnh, không dám hâm, sợ tốn tiền, sợ tốn tiền giá. Con của bà bị đau chân, bà chần chờ tìm một bệnh viện rẻ tiền. Kết quả là người con bà phải cưa thiên nhiên. Quá trễ, bà sống như một người nghèo. Trong lúc có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, nghe về bà chúng ta cười. Nhưng mà đó là cái hình ảnh con người của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta bao nhiêu ơn phước thiên liên trên đời mà chúng ta hưởng, mà chúng ta phải sống như người nghèo, khổ bằng tiện, khổ sở. Đâu ai bắt chúng ta, đúng không? Tại vì mình muốn đó mà. Chúa ban ơn phước mà không chịu hưởng, không chịu enjoy life. Cho nên năm mới thưa quý ông bà chị em, hãy tận hưởng những ơn phước thiêng liêng đủ mọi thứ thiêng liêng trên trời ban cho chúng ta. Hãy enjoy life đi. Và Đức Chúa Trời ban cho mình nữa. Chúa nói gì? Chúa nói là chén tôi đầy tràn đã là trọn đời tôi, bước hành trên thế tuổi cuộc đời mình. Mà mình cứ đi tìm đâu đó. Chúa nói phước thiên liên trên trời ban cho mà không đi tìm, không nhận mà đi tìm đâu đó. Quý vị thấy bà tiền phú là giàu, cuối cùng để 100 triệu ai hưởng. Như vậy cái sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc, mọi thứ không mang không xém, trái thánh linh Galati đồng năm 32, được Chúa chọn, được Chúa gọi, Chúa ban cho mình trở nên con cái và Ngài ban cho chúng ta dư dật. Tại mình không dư dật thôi mình ngán chịu, đúng không? Chúa cho dư dật. Qua đây quốc làm việc rất thật nhau, nhưng mà được hưởng. Những người quê hương mình làm việc cực lắm, không hưởng được gì. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa chọn mình. Quý vị ngồi đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tại sao mấy người kia học thức giỏi Việt Nam, tại sao không được đi Mỹ? Mà quý vị tôi ngồi đây, mình trả ra gì phải không? Như tôi kể cho quý vị, nhà tôi trăm mấy ruộng nguyên đàn đâu ra phụ ruộng vậy đó. Người ta kêu mình cuốn sĩ trường này kia, ngay cả anh em còn khinh dễ mày, mày là thằng chân cừu. Nhưng mà chân cừu được Chúa cho đi được quen, được Chúa gọi, được Chúa. Hồi xưa tao biết là ông làm gì, ông cũng chân cừu thôi, đúng không? Ông nhỏ nhất trong nhà nữa, đúng không? Bị mấy anh em khinh dễ nó, lúc mà đi
thăm á, thì mấy anh nói mày đi ra đi làm gì, đi về mình căn cù đi, mình lo mấy mày chiên, mày đi đến đây mày làm cái gì? Ông nói tôi đâu có làm gì đâu, mấy anh la tôi. Tôi coi thế coi sao thằng đó nó hay thách đố Chúa, để tôi coi đó. Đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Trời dùng David rất đặc biệt. Cho nên thưa quý ông bà chị em, đừng bao giờ mà khi dễ người khác. Đừng bao giờ mình phải trân quý cái đời sống của mình, Chúa cho. Và tại sao người ta không được thưởng ơn phước giống như mình? Vì Chúa đã chọn, Chúa gọi, Chúa sai chúng ta, Chúa cứu chúng ta, Chúa sai chúng ta, Chúa ban những ơn phước của Chúa cho chúng ta. Hết giờ rồi. Điều cuối cùng, phước ở trong Đấng Christ là được dự phần kế nghiệp, thấy không? Cái này tôi thích nhất à. Ê-xô đoạn 1 câu 11 trở ra. Xin mời một người đọc cho nhanh. Ê-xô đoạn 1 câu 11 thì Chúa nói gì? Một ý cũng là trong ngày mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm cho mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Amen. Xin cảm ơn. Thưa quý ông bà chị em, chỉ có ở trong Đấng Christ mới được kế nghiệp thôi. Amen. Amen. Ngoài Chúa, nó lên ngoài Chúa không có làm gì được, ngoài Chúa không có được kế nghiệp gì đó. Chỉ có ở trong Đấng Christ mới được kế nghiệp ở trên thiên đàng thôi. Người ngoài Chúa không được hưởng sự phần cơ nghiệp đời đời. Chỉ có bằng lòng. Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói chỉ có bằng lòng nghe học chân lý, đạo tin lành và sự cứu rỗi thì mới được Đức Thánh Linh ân chứng Đấng Christ qua lời hứa mà thôi. Thưa quý ông bà chị, vì vậy mỗi chúng ta sáng hôm nay muốn nhận phước thiêng liêng, cần nhất là phải nghe đạo chân thật. Mà đạo chân thật đó là đạo gì? Là đạo tin lành. Cái thánh nói rõ ràng hồi đó đó còn dưới đó. Nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu chuộc Chúa Giêsu được Thánh Linh ân chứng đến Ngài tại lòng. Cuộc đời mình giống như David nói, quả thật trọn đời tôi phước hạnh sẽ thương sống. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có thích kế nghiệp con thích không ạ? Chẳng hạn như giờ là mình là ví dụ đi, mình là con Bill Gates đi ha, không có hai đứa con ba hai ba đứa gì đó, ổng giờ giàu múc luôn, giàu giảm dữ dội lắm, 60-70 triệu thôi, 60-70 tỷ không, mà thôi giờ mình là con thôi, làm con mà nếu mà làm con đi nữa thì ổng chúng em chết rồi, ổng lẽ ổng cho thì nguyện hết, ổng cho mình 1 triệu thôi ha. Bây giờ nếu thôi giờ là con nuôi không được ha, con nuôi không đấy. Nếu không nhận là con nuôi, đã giống như cái cô ca sĩ gì đó, cô Hollywood gì đó, nuôi mấy đứa con đó. Ô, dạ, dạ, thấy cái thằng Nam á. Phát thiệt thấy không? Quý vị có thấy nó may mắn không? May mắn nhất người Việt Nam rồi, tự nhiên đi vô một coi lượm được thằng đó đem về là con nuôi mà giàu. Mà không phải là con của bà nữa, nhưng mà bà cũng kể nó là con nuôi. Thì con nuôi là gì? Được kế nghiệp, được sản nghiệp, được thừa kế. Còn con đâu mình chợ phá dơ, ai mà cho tiền thì sao kế nghiệp được không quý vị? Không, người ngoài Chúa không có kế nghiệp được cái sự cứu rỗi thiêng liêng này. Chỉ có những người ở trong Chúa, chỉ có chúng ta là những người được cứu chuộc, được Chúa chọn trước khi giáng thế, được Chúa sai đi, được Chúa ban cho chúng ta ơn phước thiêng liêng thì chúng ta mới được hưởng sự kế nghiệp. Buổi sáng hôm nay quý ông bà anh chị em đã hưởng sự kế nghiệp chưa? Và quý vị đã mời Chúa Giêsu ngự vào trong tấm lòng mình chưa? Nếu chưa, trong kỳ giờ này chúng ta hãy đến với Chúa, tin Chúa Giêsu, accept Jesus Christ, quý vị sẽ làm con cái Chúa, son and daughter, quý vị sẽ được hưởng sự sống đời đời, được hưởng những sự phước thiêng liêng. Xin mời chúng ta đứng lên. Buổi sáng hôm nay có ai muốn bằng lòng mời Chúa Giêsu là Chúa, Chúa Chúa cùng Ngài đến với Chúa, tin mình Chúa, làm con cái của Ngài, chúng ta sẽ được sự sống đời, chúng ta được những sự tin, chúng ta làm con nuôi của Ngài, làm được con của Ngài, kế nghiệp phần sản nghiệp, Ngài Chúa Ngài ban phước cho chúng ta.
trong điều này chúng ta cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta, cho chúng ta niềm tin vào Chúa và những ơn phước ở trong những cái thành lập của Chúa. Cô Tâm hỏi cô Sarah có muốn tin Chúa không? When I said this, I can pray for you, Sarah.